Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu ngày 13 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc tại Quảng Bình. Các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu. Minh họa nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình, sáng nay, ngày 13 tháng 9, đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa và dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa Đạo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Cùng dự lễ viếng có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các ngành đơn vị liên quan. Trong không khí trang nghiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và đoàn đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình thắp hương lên phần mộ và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Quảng Bình hai giỏi. Trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và cả đồng chí lãnh đạo tỉnh nguyện đoàn kết, nỗ lực phụng sự Tổ quốc, xây dựng phát triển quê hương đất nước. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến thăm tặng quà Ban giám hiệu nhà trường và các cháu thiếu niên nhi đồng ở trường mầm non và trường tiểu học Quảng Đông nhân dịp Tết Trung thu. Trường mầm non và trường tiểu học Quảng Đông là hai trường có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng mũi nhọn đạt cao, nhiều năm liền có thành tích xuất sắc. Đây là hai trường đều đạt chuẩn quốc gia. Phó Thủ tướng chúc mừng kết quả đạt được của hai nhà trường trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục nỗ lực dạy dỗ các cháu ngày càng trưởng thành, trở thành công dân tốt, đóng góp tích cực cho đất nước trong tương lai. Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục, các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực hỗ trợ các nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cũng đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách Nguyễn Thanh Chữ ở thôn Đông Hưng, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Chiều qua ngày 12 tháng 9, Hội đồng Nhân dân thị xã Ba Đồn khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường để tiến hành miễn nhiệm và bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thị xã. Dự kỳ họp có đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thị xã Ba Đồn đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn khóa 19 và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Ba Đồn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Phạm Quang Long. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã Ba Đồn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đoàn Minh Thò và miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã. Hội đồng Nhân dân thị xã đã giới thiệu bầu bổ sung đồng chí Đoàn Minh Thò, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã tín nhiệm bầu đồng chí Đoàn Minh Thò giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Dịp này, Hội đồng Nhân dân thị xã cũng đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn An Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn, giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng nay ngày 13 tháng 9, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương, các bộ ngành liên quan về tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2019, kết quả giải ngân vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài theo kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao là rất chậm so với kế hoạch. Trong đó, đối với chi cấp phát từ nguồn đầu tư phát triển đã giải ngân 6.408 tỷ đồng, đạt khoảng 10,7% kế hoạch vốn Quốc hội giao. Chi thường xuyên đã giải ngân 862 tỷ đồng, đạt 18,5% dự toán Quốc hội phê duyệt và Bộ Tài chính giao. Cho vay lại đối với chính quyền địa phương đã giải ngân khoảng 247 tỷ đồng, đạt hơn 1,4%. Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đã giải ngân 8.894 tỷ đồng, đạt 33,9% hạn mức giải ngân. Báo cáo cũng cho biết, với tiến độ giải ngân như 3 năm trở lại đây, thì việc sử dụng hệ số kế hoạch vốn còn lại năm 2020 là không khả thi. Nguyên nhân giải ngân chậm là do vướng mắc trong việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, vướng mắc về thủ tục đầu tư,
vướng mắc về thủ tục cho vay lại, vướng mắc về thủ tục kiểm soát chi, giải ngân, rút vốn. Hội nghị đã tập trung phân tích về những khó khăn, bất cập, đồng thời đề xuất các giải pháp, trong đó nhấn mạnh về công tác quản lý nợ công, ra soát để đơn giản hóa các thủ tục hành chính bao gồm quy trình bổ sung kế hoạch vốn hàng năm, cơ chế điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn cũng như cơ chế hạch toán và chuyển nguồn đối với vốn vay ODA, vay ưu đãi. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy ban dân huyện Quảng Trạch đối với các phòng ban đơn vị địa phương trong những tháng cuối năm. Trong 8 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội của huyện Quảng Trạch có bước phát triển ổn định. Tuy vậy, do ảnh hưởng của thời tiết nên sản lượng lúa hè thu bị giảm, hải sản khó tiêu thụ nên nhiều ngư dân không ra khơi đánh bắt, sản lượng giảm. Dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn đã làm ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi. Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, địa phương ra soát lại các tiêu chí, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai sản xuất vụ đông và đông xuân, chủ động công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo các xã còn lại hoàn thành công tác dồn điền đổi thừa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, triển khai quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Trong 10 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên, qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, huyện Tuyên Hóa sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện gắn với quá trình hoàn chỉnh thế trận khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới. Chuyển sang nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Nhân dịp Tết Trung thu 2019, hôm qua ngày 12 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tặng quà cho trẻ em khuyết tật mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới. Đoàn đã đến chúc mừng Tết Trung thu đến các cháu thiếu niên nhi đồng đang được nuôi dạy tại các trung tâm và mong muốn các cháu đón một cái Tết Trung thu đầm ấm, vui vẻ. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và thành phố đề nghị các trung tâm tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc chăm sóc, giáo dục đối với các trẻ em kém may mắn, giúp các cháu vươn lên trong cuộc sống, học tập và rèn luyện. Dịp này, đoàn đã trao tặng quà và tiền mặt cho các cháu với số tiền trị giá 12 triệu đồng. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng vừa đến thăm, tặng quà và động viên các em tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Quảng Ninh. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và huyện Quảng Ninh đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, sinh hoạt, tập luyện của các em, động viên các em cố gắng vượt lên hoàn cảnh, sớm hòa nhập cộng đồng và mong muốn tập thể cán bộ nhân viên tại trung tâm tiếp tục đồng hành giúp các em từng bước hòa nhập với xã hội. Tại đây, đoàn đã trao tặng các suất quà cho các em khuyết tật nhằm mang đến cho các em ngày Tết Trung thu ấm áp và tràn ngập tình yêu thương. Hội người mù huyện Bố Trạch cũng vừa tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh không may trong cuộc sống. Từ số tiền quyên góp của các tổ chức cá nhân hảo tâm, Hội người mù huyện Bố Trạch đã tổ chức tặng quà và trao 39 suất học bổng trị giá mỗi suất 300.000 đồng cho các cháu thiếu nhi khiếm thị và các cháu là con em hội viên hội người mù trên địa bàn huyện. Thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và chương trình cùng em đến trường. Hôm qua ngày 12 tháng 9, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã đi thăm và trao quà hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã trao số tiền hỗ trợ cho 8 địa chỉ nhân đạo trên địa bàn huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, huyện Minh Hóa, huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh. Mỗi địa chỉ được hỗ trợ 500.000 đồng một tháng. Đoàn cũng đã đến thăm động viên gia đình bà Trần Thị Thuần ở thôn Cao Cừu, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn bị hỏa hoạn. Tại đây, lãnh đạo Hội chữ thập đỏ đã trao một thùng hàng gia đình hỗ trợ cho gia đình bà Thuần. Cũng trong dịp này, công đoàn cơ quan Hội chữ thập đỏ tỉnh đã trao tiền trợ cấp hàng tháng cho hai anh em Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Văn Du ở thôn 2, xã Hà Trạch, huyện Bố Trạch. Trước đó, trích từ nguồn quỹ nhân đạo, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã trao 300 kg gạo hỗ trợ cho bếp ăn của Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới.
Thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính, thời gian qua thành phố Đồng Hới đã thực hiện đầy đủ các bước tiến hành theo quy định và đến nay đang hoàn thành các thủ tục hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Theo phương án hợp nhất, phường Hải Đình và phường Đồng Mỹ thành phố Đồng Hới sẽ thành đơn vị hành chính mới có tên gọi là phường Đồng Hải, có diện tích tự nhiên 1,95 km² và quy mô dân số gần 6.000 người. Trụ sở làm việc chính của các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, trung tâm dịch vụ hành chính công của đơn vị hành chính mới được đặt tại trụ sở của phường Hải Đình cũ. Thành phố Đồng Hới sẽ tiếp tục đánh giá, phân loại, dự kiến bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tổ dân phố tại phường mới theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ. Thực hiện giải quyết chế độ chính sách đối với những trường hợp dôi dư theo lộ trình theo từng năm, chỉ đạo hướng dẫn phường mới chủ động triển khai hướng dẫn cho cá nhân tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. Từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 25 tháng 10, Tổng cục Dân số tổ chức lấy ý kiến của người dân về số con mong muốn theo tâm nguyện và điều kiện thực tế tại các vùng miền trong cả nước. Hiện nay, mức sinh giữa các vùng miền không đồng đều trở thành yếu tố bất lợi cho việc ổn định quy mô dân số và phát triển kinh tế xã hội, tác động tiêu cực đến bảo đảm an sinh xã hội của người dân. Xác định được điều đó, Tổng cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức lấy ý kiến từ người dân về số con mong muốn và điều kiện thực tế tại các vùng miền trong cả nước. Từ đó đề xuất giải pháp can thiệp nhằm thực hiện điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng trong thời gian tới. Tại Quảng Bình, Sở Y tế đề nghị người dân cần tích cực tham gia và bày tỏ quan điểm của mình bằng cách truy cập vào trang web www.cpcs.vn và nhập các thông tin vào bảng khảo sát. Nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Bố Trạch đã đầu tư trên 5 tỷ đồng để thực hiện đề án hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giai đoạn 2016-2020. Trong đó, nguồn vốn hỗ trợ cho công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con nuôi thủy sản là hơn 4,7 tỷ đồng và hỗ trợ phát triển chăn nuôi là 450 triệu đồng. Thông qua sự hỗ trợ của đề án, nhiều mô hình sản xuất mới đã hình thành và phát huy hiệu quả. Huyện Bố Trạch cũng đã xây dựng được một số nhãn hiệu thương hiệu nông sản gắn với định hướng phát triển của đề án. Thời gian tới, huyện Bố Trạch sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, chú trọng chuyển đổi các diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời tập trung phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo chuỗi giá trị và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, năm 2019, huyện Lệ Thủy phấn đấu có 98% người dân được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh. Để đạt được mục tiêu trên, huyện Lệ Thủy sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn về kiến thức nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nâng cấp sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt đã bị hư hỏng, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc xây dựng, quản lý và vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, chỉ đạo các xã thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, duy trì hoạt động thu gom rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và cán bộ giáo viên, sự hỗ trợ của các cấp các ngành, chất lượng giáo dục của huyện Minh Hóa từng bước được nâng lên. Hệ thống trường, điểm trường, lớp học được quan tâm đầu tư, đội ngũ giáo viên được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của huyện phát triển. Năm học 2019-2020, trường tiểu học số 1 Trung Hóa, huyện Minh Hóa có 15 lớp với 315 học sinh. Bước vào năm học mới, để học sinh lớp 1 quen với trường, với lớp và các bạn mới, trường đã tổ chức hướng dẫn quy tắc học tập cho các em. Còn đối với học sinh ở các khối lớp còn lại, giáo viên tổ chức ôn lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng học tập cho học sinh. Lớp 1 thì làm quen với cái thuần phong về các cái hoạt động dạy học, để sau khi mà học sinh vào học rồi thì đủ cái tâm thế để học sinh là có thể là bước vào là một cách là vững vàng và học tập tốt hơn. Còn đối với lớp 2, 3, 4, 5 thì là học sinh là vừa ôn tập thì vừa giáo viên vừa rèn luyện những kỹ năng cơ bản để cho các em là khi vào học thì năm học mới thì các em là đủ là cái năng lực từ học và có cái khả năng học tập tốt hơn. Năm học 2019-2020, trên địa bàn huyện Minh Hóa có 51 trường học, hơn 13.000 học sinh. Trong đó có 20 trường mầm non, 16 trường tiểu học, 8 trường trung học cơ sở. Trước khi bước vào năm học mới 2019-2020, từ các nguồn vốn, huyện Minh Hóa đã huy động các nguồn lực đầu tư gần 29 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, nhà ở nội trú. Bên cạnh đó, huyện còn dành 5 tỷ đồng để trang bị bàn ghế, thiết bị dạy học cho các trường. Nhờ đó, đầu năm học mới này, các trường đã đưa vào sử dụng 47 phòng học, phòng chức năng, nhà nội trú cho cán bộ, giáo viên.
trường tiểu học trung học cơ sở Thượng Hóa thì đóng chân trên địa bàn ba bản dân tộc. Thì trong những năm vừa qua được sự quan tâm của nhà nước, của Liên đoàn Lao động tỉnh, của Ủy ban nhân dân huyện thì đã xây được cái nhà nội trú giáo viên để đảm bảo an tâm công tác cho toàn bộ giáo viên. Và cũng mong rằng là trong năm học này thì nhà trường sẽ cố gắng hết sức mình để làm sao đó đưa chất lượng nhà trường ngày một đi lên. Ở huyện Minh Hóa, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, việc huy động học sinh đến lớp đúng độ tuổi vẫn đang gặp một số khó khăn. Do đó, từ khi vào năm học mới, các trường học đã lập danh sách đầy đủ những trẻ chưa đi học tại các địa phương, sau đó phối hợp với các đồn biên phòng và các gia làng trường bản để tuyên truyền các gia đình cho trẻ đi học. Năm học 2019-2020, trên địa bàn huyện Minh Hóa giảm 2 trường và giảm 18 lớp do sáp nhập và hợp nhất theo đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc giảm trường và lớp trong khi số học sinh không giảm đòi hỏi ngành giáo dục Minh Hóa phải tổ chức lớp ghép. Lớp ghép trên địa bàn của huyện thì nó nhiều, và phòng vừa rồi cũng đã tổ chức một cái lớp tập huấn cho là giáo viên dạy lớp ghép, và cũng đồng thời là bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các giáo viên mà trực tiếp đứng lớp, đặc biệt là ở cái cấp tiểu học lớp 1 và lớp 1, và để các em là làm quen với cái môi trường giáo dục mới. Bước vào năm học 2019-2020, ngành giáo dục và đào tạo huyện Minh Hóa đang đề nghị tỉnh xem xét ra biên chế phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương và đúng với quy định để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Đồng thời mong muốn hỗ trợ xây mới một số phòng học và bổ sung trang thiết bị cho các cấp học nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 13 tháng 9 năm 2019, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 64 đến 96%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 67 đến 92%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 64 đến 96%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 66 đến 90%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 66 đến 84%. Khu vực thị trấn Quán Hào mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 82%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 66 đến 86%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4.